hello anh em nha. Lên cho anh em cây sườn CD Bentley 90 đời cao, đời cuối cùng của dòng xe 90 Bentley nha anh em. HA03 đầu 17 nha. Tình trạng là cây sườn này zin đã xe kho Honda Japan nội địa Nhật về, cực đẹp, sơn xi zin toàn bộ. Không lỗi làm không bắn tốt ha. Bao anh em là ngay hàng thẳng lỗi ha. Cây này mình bán cho anh em giá 2.9 triệu nha anh em. Anh em nào xài alo mình nha. Sơn zin 100% nha anh em, mình chưa bán luôn. Đầu 17 nè. 90 đầu 17 nha. Đời cuối cùng của dòng xe Bentley ha. Sơn zin tuyệt đẹp luôn. Anh em nào đi máy lớn máy công chuyện là kiếm sườn này là ok nha anh em. Thành sao hàng vậy nha. Bán mình đưa cho anh em đầy đủ thung sườn đầy đủ nha anh em. Đó. Mấy cái này là anh em khi ráp vô xe mình không thấy anh em, tại là cái thùng xăng nó che lại, với lại đây mình những cái cụm dây điện này kia nó sẽ che lại hết. Siêu đẹp ha. Rồi cái sườn 90 này anh em xài alo mình ha. Đúng sườn 90 đời cao đầu 17. Đầu 17 anh em sẽ thấy ít gặp lắm, tại vì nó đời cuối cùng và đời cao nữa. Cây này bán 2.9 triệu nha anh em. Anh em xài alo mình nha.